Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Ghế Nóng. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó chính là diễn viên Kiều Linh. Xin chào Kiều Linh. Chào chị Cát Tường. Kiều Linh xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ghế Nóng. Em ổn không? Ổn chị, rất ổn luôn. Rồi gia đình ổn không? Ổn. Anh Sơn còn ghen không? Dạ vẫn ghen như thường. Mấy đứa nhỏ ok hết không? Dạ ok, trời tụi nó vui lắm chị, nó coi em như bạn vậy á. Bộ mà xí đi, hôm nay lên quay chương trình Ghế Nóng mà tự nhiên sao hỏi vô vấn đề gia đình em không vậy? Bộ có gì phải không? Có đâu, thì chị quan tâm đến em mà chị hỏi thôi. À hay là gia đình chị có chuyện? Chị có mình có gì đâu mà gia đình. Biết đâu được đang có gì đó. Chị quan tâm tới em thì em nghi ngờ chị quá. Tự nhiên em biết bữa nay chuyên mục Ghế Nóng mời em lên tham gia là để nói cái chuyên đề gì không? Biết chứ. Chứ em có nghe mấy bạn biên tập mời em nói về vấn đề là hôn nhân. Mà hôn nhân thì chắc chắn sẽ liên quan tới vợ nè, tới chồng nè, tới con cái đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ chị nãy giờ chị mới hỏi thăm chồng con em, rồi chị hỏi thăm gia đình em có ổn không? Rất ổn. Sao nữa, rồi cái gì nữa chưa? Nhưng có trả lời chúng được cái câu chủ đề của cái chuyên đề ngày hôm nay. À nó giỡn chứ em biết mà. Hôm nay á là cái vấn đề là mình nói về vấn đề mà sau ly hôn, chung cấp sau ly hôn đúng không? Ủa mà sao ta? Ủa sao tự nhiên cái chương trình lại mời em nói vụ này? Em chưa ly hôn mà. hay là nghĩ em không chị biết có chuyển giọng không? Chị biết là gia đình em rất là hạnh phúc, tại vì anh Sơn ảnh rất là yêu thương em, chăm sóc em, lo lắng cho em. Nhưng mà bây giờ ý là mình chưa có ly hôn mà mình cũng không có mong muốn mình ly hôn. Nhưng đôi lúc mình cũng phải chuẩn bị trước cái tâm lý em. Đúng rồi chị, phụ nữ mình á là mình cái hay tin tưởng quá vào người đàn ông của mình, nên là mình không có nghĩ là ngày mai nó sẽ xảy ra. Bởi vậy có nhiều người á chị, bạn em nè, là bị trầm cảm luôn á sau ly hôn đó. Thì bởi vậy cho nên á là chị muốn em mời em đến cái chuyên mục này là để chi? Mình bàn luận với nhau trước, coi như mình có một cái sự chuẩn bị trước, để như rủi như nó không may mắn á, rủi thì mình là người chủ động, mình có biết cách để mình giải quyết. Em nói nhưng mà bản thân chị lúc nào chị cũng mong muốn là gia đình em hạnh phúc. Không, nhưng mà bây giờ hạnh phúc hay không hạnh phúc mà nói tới vấn đề mà sau ly hôn nè, nói đến vấn đề mấy ông đàn ông nè, em nói với chị tới sáng được. Ồ trời ơi, muốn tìm người để chúc bầu tâm sự lắm mà không có. Đó, bận bị quá hôm nay gặp chị nè, mà đúng cái chủ đề mà em đang rất muốn nói nữa. Vậy luôn hả? Dạ. Nếu em nói vậy là được coi như mở cờ trong bụng mở rồi. Mở cờ đi chị. Vui rồi. Dạ, bình luận thoải mái phải không? Thoải mái. Là ngày hôm nay chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ nói cởi mở hết, nói hết để mà tìm hiểu, để mà mình biết cách để sau này có gì mình rơi vào tình huống đó mình không bị ngỡ ngàng. Dạ. Và bây giờ trước tiên thì Cát Tường xin mời Kiều Linh cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một cái tiểu phẩm sau đây. Sao? Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Tôi chỉ có 5 phút để trả lời. Nói nhanh đi, tôi bận rất là nhiều việc. Anh hay thiệt luôn á. Lúc nào anh cũng bận hết vậy. Cả 5 tháng nay rồi, có thấy anh hỏi thăm đến con anh một tiếng không? Gì? 5 phút tôi còn không có thời gian nữa, không gì một tiếng. Mà cái chuyện đó tôi không có nói tới nữa. Nhưng mà tiền chu cấp cho con á, anh phải đóng đi chứ. 3 triệu, tòa đã phân xử rồi. Anh bận hả? À, anh nói là anh chỉ rảnh được 5 phút thôi đúng không? Vậy thì chuyển khoản đi, chưa tốn của anh tới 2 phút nữa. Điện thoại có 4G, không chuyển khoản được. Đó, thì bây giờ Kiều Linh nè, anh đừng có đổ lỗi, tôi không thích đổ lỗi hoàn cảnh. Tại vì đang khó khăn chỗ này, khó khăn chỗ kia, điều đó tôi không cần thiết. Anh khó khăn gì không cần biết, nhưng đây rõ ràng là con anh. Thì anh phải có trách nhiệm. Phụ nữ luôn luôn dành cái phần là nuôi con đó. Nhưng mà cũng có những cái người chồng là sẽ hỗ trợ để mà giúp cho nuôi con. Nhưng mà rất là nhiều cái trường hợp là người chồng không có hỗ trợ. Vậy thì không biết Kiều Linh có suy nghĩ gì về những cái vấn đề như vậy? Mỗi lần mà thấy xung quanh mình hả chị, những cái cặp vợ chồng đã ly hôn mà người chồng mà vô trách nhiệm á, không có chu cấp cho con cái nè, rồi không quan tâm tới con cái sau hậu ly hôn, em rất là giận luôn. Tại vì chị biết không, cái bản chất của đàn ông là người ta hay nói là vô tư. Nhưng mà theo em nghĩ, nếu như mà đã không chu cấp cho con, không quan tâm cho con, thì nó không phải nằm ở hai chữ vô tư nữa, mà nó phải là liệt vô chữ là vô tâm. Cái ranh giới giữa vô tư và vô tâm nó rất là gần nhau chị nha. Thì người đàn ông hay đổ lỗi, tôi vô tư quá, sao tôi nghĩ điều đó ta. Nhiều khi á, cho nhân một chút tiền đem về cho con mình, nó không là bao nhiêu hết. Nhưng mà tự nhiên á, đứa con mình nó cảm thấy rất là vui. À, ba mình đang quan tâm tới mình, ba mình đóng học phí cho mình đó, rồi ba mình cho mình tiền ăn sáng đó. Là thấy là ba mình mặc dù ví dụ như đã có một cái cuộc sống mới, nhưng mà vẫn còn thương mình, vẫn còn yêu mình. Chứ chưa chắc là cái vấn đề vật chất đó người vợ đã cần.
hoặc là đứa con nó đã cần. Tại vì bây giờ phụ nữ cũng rất là giỏi chị. Em thấy phụ nữ nuôi con một mình phe phe giống như chị, em thấy hoàn cảnh của chị là cũng đã bao nhiêu năm nay rồi đúng không chị? Thì em thấy chị vẫn một mình, chị vẫn nuôi con, rồi chị vẫn cuộc sống của chị rất là tốt, đúng không? Thì nhiều khi không cần, nhưng mà cần ở đây là cái gì? Là cái giá trị tinh thần đó. Với những người phụ nữ mà tài chính người ta không cho phép đó, rồi bây giờ... người chồng không chu cấp thì phải như thế nào? Mình phải có biện pháp chứ chị, chứ đâu phải nói thôi à, anh không chu cấp thôi anh đừng tới đâu, thể đơn giản vậy được sao? Bây giờ mình em muốn nghĩ... mình đi theo định thế nào, đi theo phải có biện pháp lại. Phải đòi nợ chứ chị, mà rồi, bây giờ đòi là phải đòi cho bằng được. Nhưng chị ơi, xung quanh mình rất là nhiều người phụ nữ, người ta lo cho con người ta cực khổ lắm. Chị biết rồi, mà giờ đòi sao? Em chị đòi đi. Em nói bây giờ mình phải tìm mọi biện pháp, mà biện pháp không được nữa luật pháp chị. Bây giờ luật pháp bảo vệ người phụ nữ dữ lắm, và phụ bảo vệ cái chuyện mà sau ly hôn mà không chu cấp rất nhiều. Bây giờ này em mời chị coi cái clip này. Chúng ta ly hôn với vợ mà chúng ta giận cá chém thức, chúng ta không thực hiện cái nghĩa vụ này đối với con à, đó nó không chỉ là một câu chuyện về đạo đức, mà nó là một câu chuyện về pháp luật, là ý thức tuân thủ pháp luật của những người chồng này thật sự không tốt. Nếu như cái người phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng mà không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo cái nội dung đã được ghi nhận của tòa án, thì cái người còn lại được quyền nộp cái đơn yêu cầu thi hành án lên cơ quan thi hành án dân sự, để từ đó cơ quan thi hành án dân sự sẽ làm việc với lại cái người phải có nghĩa vụ cấp dưỡng, để người ta thực hiện cái nghĩa vụ cấp dưỡng theo các cái quy định mà trước đó đã ghi nhận trong các bản án hoặc là quyết định của tòa án. À, trong trường hợp này thì cơ quan thi hành án dân sự người ta sẽ có cái nghĩa vụ xác minh cái nguồn thu nhập cũng như là cái tài sản của người phải thi hành án, để từ đó bảo đảm được rằng cái người phải thi hành án phải có trách nhiệm thực hiện đúng những cái quy định mà trước đó đã ghi nhận trong bản án hoặc là quyết định của tòa. Đó, chị thấy không? Trời ơi, bao nhiêu cách này, bây giờ anh lì đúng không? Tôi nói anh không được đúng không? Tôi thỏa thuận anh không được không đúng không? Uống, người ta hay nói trong kiếm hiệp có gì? Uống rượu mời không chị, uống rượu phạt. Là mày cưỡng chế. Giờ nói qua chuyện thế giới đi. Tại vì... trời ơi, đi xa vậy. Đi xa. Tại vì hồi nãy Kiều Linh đưa cho Tường coi cái clip của cái ý kiến của các luật sư, thì Tường thấy là rõ ràng đúng là cần phải có luật pháp để bảo vệ cho những người phụ nữ, bởi vì khi ly hôn họ vốn đã là người thiệt thòi rồi. Và thường thì con, thường ta nói là con nhỏ thì phải ở với mẹ thì được chăm sóc tốt hơn. Nhưng mà về mặt tinh thần hay là về mặt kinh tế thì rõ ràng người phụ nữ cũng cần được sự hỗ trợ từ phía người đàn ông. Và đó không phải là giúp đỡ, mà đó là trách nhiệm của người đàn ông phải làm. Thì cái này ở quốc tế nó hay lắm, ở nước ngoài nó hay lắm. Sao chị? Ở nước ngoài khi mình ly hôn, mình ra tòa mình xử xong, là ví dụ như người chồng nó, người luật sư tòa án sẽ xử là một tháng, ví dụ anh chồng là phải chu cấp cho đứa con là 300 đô, chị nói ví dụ, thì tự động cái lương của anh chồng tới tháng không cần anh đưa hay không đưa, tự động là người ta sẽ trừ tiền đó, người ta chuyển qua cho đứa con. Trời ơi, hay quá. Không cần phải đi đòi. Đó, đòi chi cho nó mệt, rồi bất công là gây lộn, rồi xích mích, chị thấy không? Ờ, sao Việt Nam mình không làm vậy ha? Em là chị, em ủng hộ hai tay hai chân luôn á. Đúng thôi, bây giờ thì sau một cái sự phân tích quá sức là mạnh mẽ của diễn viên Kiều Linh, mặc dù cô ấy đang gia đình rất là ấm em hạnh phúc, thì Tường cũng thay đổi cái quan điểm của mình. Chị em phụ nữ chúng ta phải có cái quyền của bản thân mình để dành cái quyền lợi cho mình, cũng như là dành cái quyền lợi cho đứa con của mình. Vì thật sự khi mà một cái tình yêu đơm hoa kết trái, đó là kết quả của cả đôi bên. Và người lớn phải có trách nhiệm, nếu mà cái hôn nhân đó đổ vỡ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục có trách nhiệm với đứa con của mình. Đó không phải là một cái sự ban phát hay bố thí, mà đó là trách nhiệm của người chồng. Và phải kinh tế bao nhiêu thì chúng ta lo bấy nhiêu. Coi kinh tế không được thì ít nhất chúng ta phải chia sẻ với cái người vợ cũ của mình trong cái việc nuôi dạy con cái về cái mặt tinh thần để giáo dục con. Đó cũng là một cái trách nhiệm. Còn có những người dùng cái từ vô tâm là không vô tâm rồi, mà còn là người sống thiếu trách nhiệm và không có cái tình cảm. Họ có cuộc sống mới và họ quên đi rằng họ đã từng có một cái gia đình, có một cái đứa con như thế này. Quên luôn á chị. Đó, đôi lúc tôi nghĩ rằng đó còn là tội ác, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của đứa bé, tổn thương đứa bé, thì cái điều đó Tường cho rằng đó là một tội ác. Không biết Tường nói có quá lớn hay không, nhưng Tường nghĩ rằng như vậy, mình đã không nuôi dạy được con rồi, mình lại gây cho con mình thêm một cái vết thương nữa, như vậy rất là tội nghiệp đứa nhỏ. Cho nên Tường hy vọng rằng tất cả các gia đình, nếu như nghe chị em tôi bàn ngày hôm nay sợ quá, hãy cố gắng mà gìn giữ cái ngọn lửa tình yêu, đừng có để dẫn đến tình trạng ly hôn. Mấy ông sợ quá, mấy ông nghe mấy chị em mình làm căng quá, mấy ông sợ, mấy ông dám ly hôn không? Ly hôn là vậy tốt. Còn nếu mà đã rồi, khi mà đã tình yêu nó không còn nữa mà phải chọn đến mức phương án là mỗi người một nơi, thì xin quý vị hãy nghĩ rằng, biết rằng và có trách nhiệm rằng chúng ta còn có những đứa con để phải cùng nhau chăm lo cho nó. Cảm ơn Kiều Linh với một buổi chia sẻ rất là thẳng thắn, rất là quyết liệt ngày hôm nay, đã mổ xẻ ra được nhiều vấn đề. Cảm ơn Kiều Linh rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên đề này. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.
Star.